xem những cái cây mai bonsai đang trưng bày ở đây, đang bán ngoài sát đường đây, quốc lộ 1. Lỗ nhỏ này bao nhiêu ông chào anh? Lỗ này hả? Dạ. Nhưng mà sống cây này luôn hả? Dạ. Mua cây 4 cây, 4 cây cho mà muốn lấy cho đỡ lại cái. Đấy thôi, đẹp bông, đúng bằng. Cây nhỏ triệu 2 cây. Rồi cốp trời cho luôn, cho nó ngọn ngàn luôn. Rồi, rồi đi vô, đi vô. Cây mini. Bán muốn bán cho luôn. Dạ. Nào mua được giá bán luôn. Dạ. Rất là dễ. Còn cây to cây bao nhiêu? 15 triệu. 15 triệu cây to hả? Cây sổ đây mà có 1 triệu 2 cũng cây mà còn nữa. Để nữa đây đầu sẵn từ tại nhỏ là chỗ kia chị. Bán 1 triệu 2 một cây. Với tất cả những cây này. Nghĩ là tướng làm rồi, lâu nay không vụ ra tướng làm rồi. Tao biết đại bàn rồi. Đồ đúng không? Nằm vụ ra mấy. Tôi thấy được trên đó. Đúng rồi, mấy đụng. Lấy cho ta tâm tí mạo luôn. Đại bàn rồi, thấy không? Mấy người nói thích đó. Mai bữa nay thì người mua người bán rất là tấp nập các bạn, rất là nhộn nhịp. Dễ này 1 triệu 2 cây. Tất cả. Cả 1 triệu 2 một cây các bạn. Đây trước vườn có ngựa nhân Nguyễn Xuân Hà các bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây này, đây là xuống cái nhỏ này hả? Đây là xuống cái cầu nhỏ đây. Muốn hết nó vậy thôi, lấy hết vậy thôi. Cây mai bên xài cỡ nhỏ các bạn. Đây dãy này 15 cây thì ông chủ đưa ra giá là 12 triệu nếu mà mua hết cái dãy này, mua hết 15 cây này. Cây chưa tới 1 triệu nhưng mà tính mua hết. Cây siêu mini tầm 1 triệu 1 cây.
cây khá nổi bật người ta đem trưng bày trước đây các bạn, bày và bán vào dịp Tết này, cây bông nó vừa chờ Tết luôn, bảo đảm bông vừa chờ Tết luôn. Đây, chủ vườn người ta đem ra bên trước này, nó mà trưng bày và bán luôn, bán Tết. Đây là vườn của bà Dền các bạn, Nguyễn Xuân Hà.